Neymar đã rất tức giận khi người hâm mộ Brazil ủng hộ siêu sao của Argentina Lionel Messi trong trận chung kết Copa America 2021 giữa hai đội tại sân Maracana. Sau khi biết thông tin về một số cổ động viên của Brazil ủng hộ Messi trong trận chung kết Copa America 2021, Neymar đã tỏ ra khá thất vọng khi viết trên tài khoản Instagram: "Tôi là một người Brazil với niềm tự hào và tình yêu rất lớn đối với quê hương. Ước mơ của tôi luôn là được khoác áo đội tuyển Brazil và nghe người hâm mộ cổ vũ tuyển nước nhà." Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh tụi mình nha. Với tính chất căng thẳng và quyết liệt của mọi trận đấu, những pha va chạm là thứ không thể tránh khỏi trong bóng đá. Mặc dù là những siêu sao và cần phải giữ hình tượng, thế nhưng không biết lần khán giả chứng kiến thần tượng của mình nổi nóng trên sân. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những lần cầu thủ nóng giận và mất kiểm soát nhé. Ibrahimovic luôn được biết đến là cầu thủ có tính cách rất nóng nảy và thường xuyên có những tình huống trả đũa đối phương. Và quả thực, Tyrone Mings đã sai lầm khi khiêu khích chân sút người Thụy Điển bằng cách dẫm vào đầu. Ngay sau khi bị chơi xấu, Ibra đã tìm cách trả thù bằng việc túm áo và quật ngã đối phương rất gọn gàng. Chưa dừng lại ở đó, cựu tiền đạo của MU còn tặng cho Tyrone Mings một cú giật cùi chỏ trong tình huống phạt góc. Dù cả hai đều có những tình huống thiếu fair play, nhưng trọng tài mới chỉ dừng ở việc nhắc nhở. Pha bóng này của Neymar đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong khoảng thời gian gần đây. Xuất phát từ pha gấp bóng qua đầu đối phương, trọng tài chính đã tiến tới nhắc nhở siêu sao người Brazil. Sau những tình huống lời qua tiếng lại, số 10 của PSG đã bị phạt một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo. Cho đến khi vào đến phòng thay đồ, Neymar vẫn hậm hực và cho rằng mình chỉ cố gắng chơi bóng nhưng vẫn bị phạt thẻ. World Cup 2018 rõ ràng không phải là một giải đấu thành công của tuyển Argentina khi họ sớm bị loại ngay từ vòng 16 đội. Không những thế, Albiceleste còn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp từ những hành động thiếu kiềm chế của Otamendi. Ở trận đấu với tuyển Pháp ở vòng 1-8, cựu trung vệ Man City đã cố tình phá bóng thật mạnh vào người Paul Pogba. Còn nhớ, ở trận thua muối mặt trước Croatia ở vòng bảng, Otamendi cũng gây phẫn nộ với một pha bảo bóng đá người nhắm vào tiền vệ Rakitic. Bị Juve đẩy sang AC Milan không thương tiếc, vì thế Higuain đã chơi rất quyết tâm khi gặp lại đội bóng cũ. Thế nhưng thay vì để lại dấu ấn tích cực, tiền đạo người Argentina lại bị rút quyền thi đấu ở những phút cuối cùng. Sau pha va chạm với Benatia, Higuain đã bị nhận một chiếc thẻ vàng. Cho rằng mình bị oan ức, cựu tiền đạo Real đã phản ứng rất thái quá, cũng như có những lời lẽ không hay hướng về trọng tài. Nhận thẻ đỏ ngay sau đó, thế nhưng Higuain thậm chí vẫn rất tức giận khiến đồng đội phải ra sức can ngăn. Những trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton luôn diễn ra cực kỳ căng thẳng và máu lửa. Vì thế chỉ một hành động khiêu khích nhỏ thôi cũng có thể khiến trận đấu bị gián đoạn. Trong một pha tranh chấp ở sát đường biên ngang, Holgate đã cố tình đẩy Firmino ngã về phía khán đài. Ngay sau khi đứng dậy, tiền đạo người Brazil đã quay lại sân và đòi ăn thua đủ với hậu vệ bên phía Everton. Dù chỉ là một tình huống va chạm nhỏ, thế nhưng suýt chút nữa, một cuộc ẩu đả đã xảy ra ngay tại Anfield. Trong suốt sự nghiệp của mình, Sergio Ramos đã quá nhiều lần phạm lỗi ác ý với Lionel Messi.
Thế nhưng lần này thay vì cam chịu nằm sân, M10 đã phản kháng rất mạnh mẽ. Sau khi nhảy lên né pha vào bóng của Empunga, Ramos đã vung cánh tay của mình vào mặt đối phương một cách rất kín. Ngay sau đó, đội trưởng của Barca và Real đã có pha đối đầu nảy lửa khiến trọng tài phải chạy tới can ngăn. Rõ ràng nếu khi chưa có được công nghệ VAR như hiện tại, rất khó để thổi phạt Ramos. Cho tới nay, tình huống này vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi khi Hazard đã không kiềm chế được mình hay thực sự bị gài bẫy. Đang bị dẫn 2-0 ở phút 80 và muốn bóng nhanh trở lại sân, Hazard đã va chạm với một cậu bé nhặt bóng tại sân Liberty của Swansea. Trọng tài khi đó nhận định rằng tiền vệ người Bỉ đã cố tình đá vào bụng cậu bé và trút quyền thi đấu Anh ngay lập tức. Thế nhưng nếu xem kỹ lại băng quay chậm, cậu bé nhặt bóng này cũng đã diễn khá sâu và cố tình ăn vạ. Từng là một tiền vệ đầy tài năng trong màu áo Arsenal, thế nhưng Alisson lại để lại hình ảnh vô cùng xấu xí ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Trong một tình huống mà tuyển Croatia có cơ hội phản công, Alisson đã bất ngờ giật cùi chỏ rất mạnh vào lưng Mario Mandzukic và phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Có lẽ hành động này xuất phát từ việc tiền vệ người Cameroon quá bất lực và nóng giận khi bị đối phương dẫn trước và sắp bị loại ngay từ vòng bảng. Từ trước tới nay, Messi luôn được biết đến là một cầu thủ có tính cách hiền lành và rất ít khi gây hấn. Thế nhưng ở trận đấu với Chile ở Copa America, siêu sao người Argentina lại có màn đụng độ cực kỳ căng thẳng với Gary Medel. Đội trưởng của tuyển Chile liên tục hít vào ngực Messi, trong khi đó Empunga cũng không hề e sợ. Kết cục, thủ quân của cả hai đội đã bị trọng tài rút thẻ đỏ ngay lập tức. Đây cũng mới là chiếc thẻ đỏ thứ hai của M10 trong màu áo đội tuyển quốc gia sau lần đầu tiên vào năm 2005. Cho đến nay, đây vẫn là pha phạm lỗi kinh điển nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, Didier De Jong đã có một cú song phi thẳng vào ngực của Xabi Alonso. Mặc dù tình huống này diễn ra ngay trước mắt trọng tài, thế nhưng tiền vệ người Hà Lan lại chỉ bị phạt thẻ vàng. Đây cũng là pha bóng làm nên biệt danh gã đồ tể của Didier De Jong. Dù không được khuyến khích, thế nhưng những pha tranh chấp như vừa rồi là một nguyên nhân khiến bóng đá trở nên hấp dẫn, phải không nào? Đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.